Chào cả nhà, hôm nay mình đến các bạn đoạn video thứ 20. Đoạn video thứ 20 này nó nói về doanh nghiệp chúng ta đi vào hoạt động như thế nào. Đây là một chuỗi các video chúng ta liên quan với nhau. Và chúng ta nói vấn đề thứ nhất, hôm nay mình nói đến 4 vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất, nghĩa là đã đi tới công đoạn này thì các bạn thấy là chúng ta cần có cho mình một cái bản kế hoạch kinh doanh rồi. Bản kế hoạch kinh doanh thành lập ngay từ đầu rồi. Bây giờ đã tới hoạt động rồi mà, thì chắc chắn rằng là những bắt đầu từ lúc ra ý tưởng nè, rồi đi test thị trường nè, rồi tính toán cái khoản chi phí là trong cái bản kế hoạch kinh doanh bạn đã làm rồi, bạn làm từ đầu rồi và bạn theo dõi nó cho tới bây giờ luôn, bạn theo dõi nó tới giờ luôn và bạn thấy cái bản kế hoạch kinh doanh nó kỳ diệu mà nó sẽ giúp cho chúng ta bám theo mục tiêu, đi theo mục tiêu. Và chắc chắn rằng trong kế hoạch hoạt động sắp tới bạn cũng phải bán theo cái bản kế hoạch kinh doanh này. Và chắc chắn rằng trong tháng tới, trong quý tới, trong một năm tới bạn cũng phải luôn làm cái bản kế hoạch kinh doanh. Và suốt cuộc đời các bạn kinh doanh là chắc chắn là bạn làm theo cái bản kế hoạch kinh doanh. Dĩ nhiên nó không chính xác 100%. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ngoài cái bản kế hoạch kinh doanh, dưới hoặc trên cái mục tiêu mà trong bản kế hoạch kinh doanh các bạn đặt ra, đều là những bài học cho chúng ta điều chỉnh từng bước, từng bước, từng bước để chúng ta có một cái plan, có một cái con đường, có một cái lộ trình để chúng ta đi. Và đây là một cái điều, một cái tài liệu mà nó giúp cho bạn cải thiện được cái năng lực kinh doanh của bạn mỗi ngày. Vì mỗi khi mà xong một cái đợt làm bản kế hoạch kinh doanh bạn làm lại á, thì bạn sẽ rút ra rất là nhiều bài học. Rồi cứ như vậy nó điều chỉnh những cái bước đi chúng ta nó ngọt hơn. Đây là cái bản kế hoạch kinh doanh bạn cũng dành cho nhà đầu tư để gì, để bạn bán cái doanh nghiệp của mình, thu hút cái doanh nghiệp của mình cho nhà đầu tư. Đây cũng là một cái bản mà giúp cho bạn gì, thu hút những nhân viên giỏi. Và đây là một cái bản mà nó cũng dành cho chính bạn là một người sáng lập, để có lộ trình để chúng ta đi, để doanh nghiệp chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển hơn. Đó là vừa rồi mình nói yếu tố thứ nhất, đi vào hoạt động thì các bạn phải quan tâm đó. Yếu tố thứ hai là về pháp lý của doanh nghiệp. Vậy thì bây giờ bạn đã quyết định được là mình thành lập cái doanh nghiệp tư nhân, hay là hộ kinh doanh cá thể, hay là công ty cổ phần, hay là công ty trách nhiệm hữu hạn. Những cái phần trước mình đã nói về cái này rồi, bây giờ mình đang nhắc lại những bạn, tại chúng ta đã đi vào hoạt động rồi mà. Rồi, lĩnh vực của chúng ta đang kinh doanh nó chịu thuế như thế nào, nó chịu cái mức thuế như thế nào. Các bạn phải nắm rõ các biểu thuế để chúng ta, thứ nhất gì, thứ nhất là chúng ta còn gì nữa, còn phải định giá nữa để cho nó chính xác, để chúng ta tuân thủ theo pháp luật, còn không chúng ta sẽ bị phạm pháp trên cái cơ sở mà chúng ta không nắm được. Các bạn phải lo cái sổ sách kế toán. Cái sổ sách kế toán này ai lo? Bạn có nghề không? Nếu không có nghề, các bạn phải tìm người hoặc là giao cho một cái công ty dịch vụ kế toán. Bạn phải biết cách để đăng ký giấy phép kinh doanh ở sở kế hoạch và đầu tư, rồi mã số thuế, rồi đóng thuế môn bài và những thuế bắt buộc. Ok mà, chấm nó rất là nhiều những cái thủ tục về thuế. Rồi, bạn cần phải gì Cần phải thủ tục để mua hóa đơn. Khi chúng ta hoạt động thì chúng ta cần phải có thủ tục cái hóa đơn chứng từ, khi khách hàng nó yêu cầu chúng ta xuất hóa đơn. Dù các bạn kinh doanh tại nhà, hay các bạn kinh doanh online, hay các bạn có cái văn phòng riêng, thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ theo luật. Cái đó là điều bắt buộc thôi Bạn kinh doanh tự phát một thời gian rồi bắt buộc bạn cũng phải tuân thủ theo pháp luật thôi. Rồi có những lĩnh vực nó cần phải có cái giấy phép hành nghề, nó cần có cái giấy phép hành nghề riêng. Ví dụ các bạn kinh doanh thuốc thì bạn cần có giấy phép hành nghề lương y, hoặc là bạn kinh doanh luật sư, bạn làm luật sư thì bạn cần có giấy phép hành nghề, hoặc là bạn lái xe thì bạn cũng cần phải có giấy phép lái xe, đúng không? Hoặc là bạn kinh doanh những cái sản phẩm hóa chất gây cháy nổ rồi vậy đó, thì chúng ta cần có một số giấy phép chuyên ngành riêng. Bạn cũng phải như thế nào liên hệ với ngân hàng để chúng ta mở cho mình một cái tài khoản. Tài khoản đây là tài khoản của công ty, tài khoản của doanh nghiệp, thì chúng ta đảm bảo rằng sau này thuế họ sẽ kiểm tra cái này của chúng ta rất là kỹ. Và
những lĩnh vực mà các bạn liên quan tới cái việc mà làm hồ sơ ký kết hai bên nhiều, thì các bạn phải gì nữa, các bạn phải liên hệ với những người họ có kinh nghiệm về luật, họ rất rành về luật kinh doanh, làm các hợp đồng, giấy tờ, chứng từ, ví dụ hợp đồng lao động rồi chấm chấm chấm, rất là nhiều thứ, hợp đồng ký kết. Thì bắt đầu ngay từ đầu nhờ họ tư vấn những cái hợp đồng của khách hàng để nó đúng chuẩn hơn. Còn không các bạn sẽ lãnh hậu quả, mình cũng đã từng lãnh hậu quả những cái việc đó rồi. Do mình cứ tự đao cái hợp đồng trên mạng. Hồi xưa mình mới có gì mà tự đao hợp đồng trên mạng rồi đọc rồi tự viết, rồi áp sang lĩnh vực của mình. Và chừng cuối cùng là hợp đồng nó có những cái lỗ hổng và chúng ta sẽ lãnh hậu quả từ những cái lỗ hổng đó. Thường thường là những người khởi nghiệp là chúng ta hay làm theo cái kiểu nó như vậy, mà chúng ta không tham khảo qua những người luật sư có kinh nghiệm. Vậy là vừa rồi mình nói cái yếu tố thứ hai. Bây giờ yếu tố thứ ba, sau khi chúng ta hoạt động một thời gian rồi thì có gì ạ? Chúng ta phải tuyển dụng lao động, gọi là chúng ta tuyển thêm nhân viên á. Cái này là những năm qua mình thấy là vướng vô cùng nhiều. Vậy thì khi tuyển nhân viên á, thì thứ nhất, chính cái người tuyển dụng á, bạn phải xác định được các cái tiêu chí. Các bạn cần nhân viên ở vị trí nào, các bạn cần nhân viên cái tiêu chí tiêu chuẩn nào, bạn phải ngồi các bạn ghi ra giấy hết. Trong những năm qua mình thấy là những bạn thiếu nhân viên, nhưng mà không rõ ràng nhân viên chúng ta cần họ những cái gì, họ cần những cái kỹ năng nào, để những cái kiến thức nào để làm việc được cho lĩnh vực của các bạn. Chính cái người tuyển, bước đầu tiên là mình phải nắm rõ được cái đó. Cái thứ hai là vị trí tuyển, mình tuyển cho cái vị trí gì, cái vị trí đó nó có cái tên là gì, hay là chúng ta có cái bản mô tả cho cái vị trí đó chưa. Mô tả công việc á, rõ ràng cho vị trí đó chưa, họ cụ thể họ làm những cái gì, trách nhiệm họ là gì, họ báo cáo với ai, họ phải báo cáo những gì, họ cần có những cái kiến thức gì, những cái kinh nghiệm gì, những cái chuyên môn gì. Bước đầu chúng ta phải rõ ràng. Bước tiếp theo nữa là chúng ta phải tìm ra được đúng người. Tìm đúng người là sao ạ? Ví dụ như là bạn bạn đang pha cà phê mỗi ngày, thì nếu mà các bạn tuyển đúng người có cái tay nghề pha cà phê luôn thì tuyệt vời. Họ phải vào họ học rất là nhanh, hơn là những cái người mà không có cái tay nghề pha cà phê mà bạn vào bạn đào tạo thì nó rất là khó. Hoặc là bạn phải gì ạ? Tuy nhiên giữa tay nghề với thái độ thì cái nào nó quan trọng mà, thái độ nó quan trọng hơn. Bạn phải test ra được cái gì ạ? Cái thái độ làm việc của người đó, cái tinh thần làm việc của người đó, họ có sẵn sàng học tập không, họ có sẵn sàng thích nghi không, họ có sẵn sàng vượt qua được các cái giai đoạn khó khăn trong cái doanh nghiệp của bạn ở ngay cái giai đoạn khởi nghiệp hay không. Chúng ta rất cần tuyển đúng người là họ như vậy, họ tuyển cái người có thái độ. Tuy nhiên cái người mà có thái độ tốt cộng với gì ạ, với tay nghề tốt nữa thì tuyệt vời. Ví dụ là bạn, nếu mà bạn tuyển nhân viên sale thì ngoài cái thái độ tốt, nó chưa có tay nghề sale thì nó phải máu lửa một chút xíu, nó phải có, gọi là nó phải có cái chất, nó phải có cái chất của người sale một chút xíu. Bạn phải test ra được những cái chỗ đó. Vậy thì chúng ta tuyển ở đâu? Thứ nhất đó là thông qua kênh những người thân của mình, những người bạn bè của mình, chúng ta thông qua các cái kênh đó để chúng ta lan tỏa đi hết. Thì tất cả những người đó họ sẽ giới thiệu người về cho chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta thông qua các kênh mạng xã hội, Facebook đồ này đó, chúng ta phải lan tỏa liên tục. Thứ ba là chúng ta phải đăng lên website của doanh nghiệp của mình. Thứ tư là chúng ta liên hệ với các cái trang web tuyển dụng. Thứ năm là chúng ta liên hệ ở các cái cộng đồng, các cái hội nhóm địa phương để chúng ta tìm được người. Và sau khi có cái thông tin về rồi thì tiếp theo là chúng ta phỏng vấn qua điện thoại trước. Chúng ta phỏng vấn qua điện thoại trước để nó đỡ mất công hai bên. Và phỏng vấn qua điện thoại thì chúng ta thấy cái người này ok, cái người này không ok, qua điện thoại không ok là chúng ta loại rồi. Còn cái người nào ok thì chúng ta mời tới họ gặp, Và khi họ đã tới trực tiếp gặp thì chúng ta phải hỏi những câu hỏi liên quan trực tiếp trong cái lĩnh vực mà chúng ta muốn tuyển dụng họ. Ví dụ như là bạn hỏi những cái tình huống cụ thể mà hay xảy ra. Ví dụ như là bạn đang bán một cái cây viết đúng không? Bạn bán một cái cây viết, ví dụ có một cái cây viết hoặc bạn bán một cái quyển sách, và bạn nói với khách hàng rằng, bạn nói với khách hàng, bạn giả sử là nếu mà em ra em xem quyển sách này và khách hàng họ nói rằng là ok họ không mua, thì em giải thích nó như thế nào? Các bạn hình dung chưa? Bạn tìm những cái tình huống thực tế nó như vậy, những cái tình huống rất là thực tế nó như vậy để
hỏi xem được cái cách nhân viên nó xử lý nó như thế nào, thì nó sẽ lòi ra được là nhân viên này nó có cái khả năng sale, cái khả năng xử lý vấn đề hay hay không. Bạn hỏi nhiều câu hỏi vô, hoặc là bạn đưa ra những cái trường hợp giả định để xem nhân viên giải quyết vấn đề đó nó như thế nào. Hay là nhân viên nào nó có kinh nghiệm thì bạn phải hỏi họ nó như vậy này, bạn hỏi họ như vậy này: vậy thì em hãy đưa một trường hợp, hoặc là hai trường hợp, hoặc là ba trường hợp mà em đã giải quyết trong tình huống đó nó như thế nào, thì lập tức nó như thế nào. Qua cái cách họ trả lời, qua cái cách họ giải quyết vấn đề, thì tự nhiên nó sẽ bộc lộ được cái năng lực, cái khả năng làm việc của cái người nhân viên đó, không trốn chạy ở đâu hết, sẽ thấy ra được liền. Ok, các bạn nắm rõ được chỗ này không ạ? Ok. Mình nói khá nhanh nhưng mà các bạn chịu khó tôi chậm lại xem thì các bạn sẽ nắm ra được những cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc này. Bước thứ tư là chúng ta phải liên tục quảng bá marketing cái doanh nghiệp của mình, cái quán của mình, cái lĩnh vực của mình mà làm. Dù bạn kinh doanh online hay offline, bạn phải liên tục làm cái việc này. Cái đây là cũng là cái lỗi của nhiều người mở quán ra và ngồi đó chờ khách. Ok, ngồi đó chờ khách. Cái đây là cái việc mà những người họ không có kiến thức họ hay làm như vậy. Bạn kinh doanh online thì điều gì điều á, bạn cũng cần phải có trang trí cái web của mình nó hiệu quả, nó đơn giản, nó rõ ràng về sản phẩm, về các cái tính năng sản phẩm, về những cái lợi ích của sản phẩm, về cái cách làm sao đặt mua, hình ảnh của bạn cũng có ở trong đó, và như thế nào cái cách làm sao để liên hệ đặt hàng, thông tin số điện thoại, cách thanh toán là như thế nào, phải hướng dẫn rất là rõ ràng để khách hàng họ dễ hành động. Nếu bạn kinh doanh ở một cái vị trí bạn cần có mặt bằng, thì những lĩnh vực kinh doanh mà cần vị trí như vị quán ăn này, uống này, hoặc tụ điểm ăn chơi này, là phải cần có cái vị trí phù hợp. Và bạn đã có được cái vị trí phù hợp thì nhớ trang trí, thứ nhất là sạch sẽ, gọn gàng, ok, đề co thiết kế, các bạn chưa, phải có cái logo của mình, phải phải được cái cách trình bày, cái cách trình bày, trong cái cách trình bày làm sao nó khoa học và nó đẹp, và như thế nào nữa ạ. Và bạn phải, nếu mà có cái hình của bạn ở đó là người sáng lập, bạn cá nhân hóa được như vậy thì nó còn tuyệt vời hơn nữa, nó còn hay ho hơn nữa nhiều. Bạn nhận ra điều này không ạ? Và bạn phải liên tục gì các bạn phải lên trên các mạng xã hội, bạn phải liên tục gì cung cấp thông tin, bạn phải liên tục cung cấp thông tin, bạn liên tục tweet để chia sẻ những cái hình ảnh hoạt động của chúng ta ra bên ngoài, không có ngồi chờ khách. Bạn phải như thế nào, đi ra ngoài kết nối, đi phát tờ rơi rồi xua mời gọi mọi người về. Bạn cần phải có một cái ngân sách marketing, cái ngân sách là một cái khoản tiền để chúng ta chạy marketing hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Bạn phải có nguyên một cái ngân sách cả một năm vậy đó, để mà liên tục chạy để chúng ta mới có được cái khách về. Bạn phải liên tục kết nối với những cái hội nhóm ở địa phương, những cái buổi tiệc, ví dụ bạn quán ăn thì những cái buổi tiệc hay những chương trình đó là làm sao kéo tới nơi bạn để bạn tài trợ. Còn những cái lĩnh vực như bạn làm ảo thun hay quà tặng nữa thì bạn cố gắng bạn tài trợ để người ta mới biết về mình, người ta mới có cơ hội tiếp xúc với mình, người ta mới có dịp đặt hàng của mình. Và luôn nhớ trong mọi trường hợp là như thế nào trong mọi trường hợp là bạn phải luôn gì, phải luôn giúp cho khách hàng có cái trải nghiệm tuyệt vời về bạn, gọi là có cái ấn tượng tốt về bạn, họ luôn thích bạn, họ thấy bạn vô cùng thú vị, họ yêu quý bạn. Trong tất cả mọi trường hợp bạn phải tạo ra được cái trải nghiệm tuyệt vời này, còn nếu không thì bạn đang marketing ngược mất tiêu đi. Bạn đang marketing ngược là bạn tới bạn gặp họ mà họ không thích bạn thì không được. Và nên nhớ marketing là làm liên tục, quảng bá là làm liên tục, làm liên tục, không cứ ngồi chờ khách. Ngồi chờ khách là một người rất là thụ động, vô cùng thụ động. Marketing là chủ động, quảng bá là chủ động để làm cho nhiều người biết đến mình. Vậy là hôm nay video thứ 20 này mình nói bốn cái yếu tố đó, mình sẽ nói tiếp vào những video tiếp theo về kinh phí, tài chính rồi như thế nào. Và các bạn
nhớ chia sẻ, đó, bấm nút chia sẻ trên Facebook, lấy đoạn video trên YouTube này là chia sẻ về trang nhà các bạn. Bạn nào chia sẻ thì mình rất quý các bạn rất là nhiều, bởi vì các bạn lan tỏa lại cho nhiều người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này. Mình sẽ gặp các bạn sau. Bye bye các bạn nhé.